Ấy là nít chúng xong thơ ca bằng hai nhằm pi rộp biếp nực nông ca Backup Database SQL Server pi bọn đọc pi chúng xong thơ ca bạc nực cầm thi SQL Server bạc nít cứ chữ SQL Server pi bọn đọc pi Management Studio Service Page 1 bạn vì cầm bông đầm nà ca nực nông ca bạc nực cầm thi bạc nhầm xong thời gian lọc chỗ chỉ mùi nâng cảm thấy mình tốt với trong ban thời gian lọc chỗ trong miền đại tập bé bạn ní cứ đại tập bé này mối trong trong thời gian backup nơi đại tập bé trong tốt cứ trong trời thời gian right click tới lớn đại tập bé này và dục bị task bình tốt mốc trong chỗ từ lớp bị thả backup trong click từ lớp bị backup và ở lần này cứ trong xoay rồi nơ folder để trong bạc trong xong remove cháu này cứ chỉ cái lại mỗi để trong bàn thọc tốt trong trong thời cá tốt quyền là khả nông folder mỗi chung một lần tập bé là khả nông thải đi đầm bấy ở miến sẽ vặn tập hiệp chúng xong thực ca click từ lớp bút tông S bạn click từ lớp bút tông Browse bạn chúng xong thực ca select vô lớp trái đi bạn chúng xong tốt database đọc chúng được không folder mỗi nít chung một tham mì đi bạn chúng xong thực ca copy vô chung một database đọc chúng bạn chúng select từ lớp folder mũi chung hai tham mì bên trong mặt tiết bạn chúng so sẽ nơi chung đặt bài ở đâu khi nên tận năng đặt bài đọc nhom nhom click từ lớp button ok được chưa nên tha nhom chơi rứ drive đi folder mũi chung mì nâng chung đặt bài đọc nhom bạn chúng click ok bạn này cứ chỉ tí tăng để cho bạn chơi rất tốt để tập bài để cho bạn làm trong click một tông ok bạn này cứ executing rồi phía rồi và backup of database of underscore db complete successfully trong click ok đám bây mình chỉ thật ta cả backup rồi bảo dương đi bạn chụp chế dương xong mơ nó không trải đi đi folder cho một mì bạn ní ní cứ chia database để vật sống để sống ban thuộc cá để gặp đốt hai miên tầm hôm pi mày bạn sống một con chụp phụ ca bằng hai nhằm pi rồi biết được không cả backup database SQL server pi pon pi service page 1